dành cho anh một tràng vỗ tay thật lớn đi nào các bạn. Chúng ta lại nhìn thấy một món đồ vật cực kỳ quen thuộc. Vâng, là tiết mục mở màn cho chương trình ảo thuật của Tiến Dũng. Các bạn nhỏ thân yêu, với chiếc quạt giấy trên tay anh thì quá quen thuộc với các bạn rồi. Nhưng hôm nay các bạn chơi, chúng ta nhìn thấy nó là chỉ có những cái nan thôi. Nhưng nếu như thành công trong tiết mục này, đôi bàn tay khéo léo của nhà thuật gia trước hàng ngàn con mắt của chúng ta đây, các bạn sẽ nhìn thấy chiếc quạt rách trở nên lành trong một tích tắc thôi nếu như nó thành công. Và chúng ta đừng quên dành sự bất ngờ bằng một tràng vỗ tay thật lớn đi các bạn. Và đây các bạn nhỏ thân yêu, chúng ta lại nhìn thấy một món đồ vật nữa cũng cực kỳ quen thuộc. Một chiếc trà mà ngày chúng ta vẫn nhìn thấy nó trên bàn nước nhà mình. Và hôm nay chiếc đôi bàn tay của nhà thuật gia Tiến Dũng thì làm lại điều bất ngờ gì cho các bạn đây. Và niềm vui sẽ luôn đến với các bạn cùng với sự bất ngờ với đôi bàn tay tài hoa của nhà thuật gia cực kỳ lý thú các bạn ạ. Chúng ta đừng quên dành cho anh những tràng vỗ tay thật lớn sau một bất ngờ các bạn nhá. Ha vâng, và các bạn hãy cùng khám phá những bí ẩn với đôi bàn tay của nhà thuật gia và chiếc ấm trà nhỏ xinh trên đôi tay của anh. Chúng tôi xin được dành ít phút ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời nhà giáo Trần Thị Lan Hương, hiệu trưởng nhà trường, xin trân trọng kính mời cô bước về sân diễn. Cô sẽ có đôi lời chia